Hello, xin chào các ông. Tranh thủ Missoni Way đang hot thì ngày hôm nay mình sẽ review với các bạn Missoni phiên bản Parfum, và chúng ta hãy cùng nhau xem là đây là một cái phiên bản có ngon được như Missoni Way hay không, và nó có đáng mua hay không, thì toàn bộ sẽ được chia sẻ trong video ngày này. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Ngồi gần vào một tí cho nó gần gũi nào. Đầu tiên thì Missoni Way hiện nay rất hot trên TikTok đúng không? Và các seller bán cũng rất là nhiều, phải công nhận là mùi ngon thật. Và mình rất là vinh dự khi là người đầu tiên giới thiệu Missoni Way đến những người xem của mình. Và hy vọng là với cái phiên bản Parfum này thì mình cũng là người đầu tiên review tại Việt Nam. Đầu tiên thì chúng ta có một thiết kế trông không khác gì nhau cả. Đây các bạn nhìn thấy nhá, không khác gì luôn. Dung tích chai là như nhau, chỉ khác mỗi về cái phần màu sắc của chai thôi. Thì cái chai này nó có kiểu màu xanh kiểu đất ấy. Đó, và có chữ Missoni thôi, không có chữ Parfum gì cả. Nó không như em này. Em này thì là Missoni Way. Và về cái phần thiết kế thì mình đã nói rồi, vẫn là cái phần vòi xịt nữa cũng phun sương rất là ổn. Và đây một cái là mình đánh giá rất cao của Missoni. Đi vào trọng tâm thì chúng ta cùng nhau đến với phần mùi hương luôn. Và mùi hương của em này phải nói rằng là ngay khi mà mình mặc cái mùi hương này lên người, nó chỉ cần vừa mới ra khỏi vòi xịt thôi thì cái mùi mình ngửi thấy đó là một cái tông mùi cam chanh cùng với cái nét hơi kiểu barbershop của lavender. Và cái mùi hương này thì mới đầu mình cảm thấy là nó có một cái nét hơi giống với chai La Nuit de Nôme của YSL, nhưng mà nó làm mình quên ngay đi sau khi mà mình ngửi kỹ hơn ở trên da. Và có một cái điều đó là nó rất giống một chai nước hoa quốc dân ở đấy. Và cái cảm giác đầu tiên khi mà mình xịt cái mùi hương này, mình đã phải đi tìm lại trong đống nước hoa quốc dân. Chắc chắn là nó không giống YSL, YDP rồi. Nó có thể là ở một phần nào đó của chai Valentino Umo hay là chai Dior Homme. Nhưng mà sau khi mình tìm đến Blue de Chanel thì mình đã thấy rằng là nó chính là clone của Blue de Chanel rồi. Và phải nói rằng là nó giống cái phiên bản EDT này khá nhiều. Nhưng em này khi mà mở đầu các bạn sẽ thấy rằng là nó có sự khác nhau. Và ở đây thì mình cảm thấy là ở Blue de Chanel khi mà mình mới xịt ra, mình thấy cái nét ngoài cái citrus ra thì mình cảm thấy cái mùi của tiêu khá là rõ. Nhưng mà ở Missoni phiên bản Parfum này thì mình thấy rằng là nó không có tiêu, và nó chỉ có cái nét the của bưởi, của citrus thôi. Và nếu như để đánh giá khi mà cái nét tiêu này mất thì chúng ta sẽ được gì và mất gì, thì đầu tiên đó là cái nét được. Đó là mình cảm thấy là mùi hương này nó có vẻ dễ ngửi hơn, và nó không bị thiên hướng là giống với những cái mùi như kiểu Romano, như kiểu sữa tắm. Khi mà em này thêm tiêu vào, nó là cả một cái sự khác biệt khá là rõ. Nhưng khi mà bỏ bớt đi tiêu thì cái mùi hương này nó bớt đi cái sự phức tạp, nó cũng bớt đi cái sự nam tính hơn. Và em này sau khoảng tầm 15 đến 20 phút ở trên da thì các bạn nhận thấy một cái tông mùi kiểu ngọt ngào, kiểu không phải ngọt ngào mà là kiểu ngọt và ấm áp. Nó không phải là cái mùi ngọt thiên vani mà đây như kiểu là đậu tonka cùng dry down của cái mùi hương này. Các bạn sẽ thấy một cái nốt rất quen thuộc, và nếu như các bạn nào đã ngửi kỹ ở những chai nước hoa Creed Aventus hay là chai nước hoa Aharaman phiên bản Lavender này, không biết đọc cho lắm, đây, thì các bạn nhận thấy cái nét của gỗ bạch dương. Gỗ bạch dương là nó sẽ tạo nên cái nét vừa xanh hơi cay và nó kiểu mát nhẹ. Thì ở hai cái này khi mà mới xịt ra thì ở cuối dry down mùa hương này, các bạn sẽ nhận thấy cái nét của gỗ bạch dương lên cực kỳ rõ. Và cho người yêu mình ngửi thì người yêu mình bảo là uầy, em thấy mùi này khá nam tính. Nhưng mà người yêu tôi nói thế thì các ông chỉ tham khảo thôi, tại vì người yêu tôi ngửi nước hoa kiểu sở thích theo cái kiểu hứng ấy, nay ngửi cùng một mùi thì thích nhưng mai ngửi thì lại không thích nữa. Thì đó là toàn bộ cảm nhận của mình về cái mùi hương này. Tiếp tới chúng ta nói về độ bám tỏa thì Missoni phiên bản Parfum này nó lưu ở trên da khoảng tầm 7 đến 8 tiếng và nó hiện diện rất rõ rệt. Và cái độ tỏa hương tầm hơn nửa cánh tay, và lúc nào bạn cũng sẽ ngửi thấy mùi hương, chứ không phải là phải đưa tay lên hay là phải cùa quạng, mà các bạn chỉ cần cử động nhẹ thôi thì Missoni Parfum nó lên mùi rất rõ. Xét tới cái phong cách cũng như là độ tuổi thì mùi hương này với cá nhân mình nói rằng là nó giống với Blue de Chanel, nên em nó sẽ phù hợp với cái phong cách dành cho những bạn nào, thứ nhất là quần âu,
Thứ hai là bạn có thể đổi gió giữa sơ mi, áo polo và cái phong cách đó là phong cách kiểu lịch thiệp. Và lúc nào cũng rất là chỉn chu bóng bẩy, chứ không phải là kiểu như mình thỉnh thoảng ra đường còn quần nâu xong rồi đi áo phông còn không sơ vin, trông rất là bô nhách. Thì cái mùi hương này nó cần một cái hình ảnh tóm lại là kiểu phù hợp với dân văn phòng. Và đây là một cái con mà mình nghĩ là nếu mà mình cái video văn phòng mình lên muộn tí nữa thì có lẽ mình sẽ cho Missoni phiên bản perfume vào, một cái lựa chọn khá là ổn. Và cái độ tuổi của em này thì như mình nói đó là Blue de Chanel. Tất cả những cái sản phẩm của nhà Chanel này thì dù là nam hay nữ nó có đều có một cái độ chững chạc về tuổi, một cái độ tuổi nhất định. Nhưng mà với em này thì nó là một cái phiên bản trẻ trung hơn. Và nếu như để đánh giá về mùi thì có thể dành một từ, đó là phiên bản này là cái phiên bản tươi mát và nó có cái thiên hướng gọi là non trẻ hơn. Nó không được già đời như là em này. Và cái mùi hương này nếu như để mình xét, mình đánh giá riêng về mùi nhá, thì mình đánh giá là nó không phải giống với những con clone của những cái nhà đến từ Trung Đông, đến từ Ả Rập, khi mà nó cố gắng copy từ cái top note cho đến những cái nốt hương về sau, cái độ biến chuyển làm sao giống với những cái phiên bản mà nó làm clone nhất. Nhưng ở đây nó góp nhặt thẳng luôn cái nét ngon nhất và nó vào thẳng vấn đề. Và nếu như bạn nào ngửi thì chắc chắn là bạn sẽ ngửi Missoni phiên bản perfume. Các bạn thích cái vibe kiểu như kiểu em này chẳng hạn thì các bạn ngửi em này và các bạn thích luôn, các bạn xuống tiền ngay lập tức. Và chốt lại cái vấn đề thì có nên mua em này hay không, thì mình nghĩ là đây là một cái lựa chọn cực kỳ tốt cho những bạn học sinh, sinh viên đang cần một cái mùi để thể hiện được một cái sự gọi là trưởng thành một tí so với những cái độ tuổi tầm 18-20 của các bạn. Hay là các bạn cần một cái hình ảnh gọi là lịch sự, nghiêm túc để có thể đi làm văn phòng, hoặc kể cả em này đi hẹn hò cũng được, rất là ổn. Còn nếu như mà bạn là một người chơi lâu thì khi bạn ngửi Missoni phiên bản perfume bạn sẽ thấy rằng nó rất là bình thường, thậm chí là nó chán. Cá nhân mình ngửi, mình là một người chơi lâu, nhưng mà mình khi mà mình làm review thì mình phải đặt mình vào cả góc độ lẫn người mới lẫn là người chơi lâu. Thì các bạn ngửi cái mùi của Missoni perfume này, nếu như bạn là người chơi lâu thì các bạn sẽ bỏ qua ngay tại vì nó quá là nhàm chán. Nhưng mà nếu như các bạn đã sử dụng qua rồi thì cũng hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới, và hy vọng là một cái sự chia sẻ nó khách quan để mọi người có thể có thêm lựa chọn. Còn đối với cá nhân mình thì chỉ cần hai chai nước hoa này thôi, chắc là tầm hơn 2 triệu đồng bằng việc là mua một chai YSL EDP, thì các bạn có thể hoàn toàn có những cái lựa chọn vừa đi chơi mùa hè, đi du lịch những thứ, hoặc là cần một cái hình ảnh gọi là lịch sự hơn để đi gặp gia đình, để đi làm văn phòng, thậm chí là đi hẹn hò. Thì mình nghĩ rằng là đây là cặp đôi quá ổn của nhà Missoni. Và nếu như thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video mới hơn của mình nha. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.